nhân dân các nước, trong đó có Cuba, và kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt bao vây cấm vận chống Cuba. Các bạn thân mến, nếu như tại bài phát biểu khai mạc của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức tại thành phố New York hôm 20 tháng 9 vừa qua, người đứng đầu Nhà Trắng khi đó đã trực tiếp nhắc tới Việt Nam, đề cao vai trò của nước ta trong tiến trình đấu tranh vì hòa bình thế giới. Đoạn văn mở đầu này thực sự đã làm cho Việt Nam trở nên nổi bật trước sự chứng kiến đông đảo của hơn 150 quốc gia đến tham dự. Thì tới phiên Việt Nam phát biểu, một lần nữa, các bác lãnh đạo nước ta đã làm cho thế giới phải trầm trồ trước thần thái ngoại giao đỉnh của chóp đến từ phía Việt Nam. Bởi không một nước nào dám chỉ trích Mỹ, nhất là khi người đứng đầu nước này vừa có lời khen dành cho mình. Vậy cụ thể, bài phát biểu của Thủ tướng đặc biệt như thế nào? Và nó thể hiện lập trường của Việt Nam trong vấn đề quốc tế ra sao? Nào, mời quý vị và các bạn đến với video sau đây của Hồ Xanh Kiến Thức. Và trước khi vào video, nếu bạn thấy hay và yêu thích, hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video của Hồ Xanh Kiến Thức. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào! Cụ thể thì bên cạnh cảm kích vì Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi mối quan hệ Mỹ-Việt là hình mẫu cho nền hòa bình thế giới, đề cao vai trò của Việt Nam trong chính trường quốc tế. Nhưng song song với đó, tại phiên phát biểu của Việt Nam, nhà lãnh đạo Việt Nam đã một lần nữa kêu gọi Mỹ gỡ bỏ cấm vận với Cuba. Một đoạn trích nhỏ trong bài toàn văn phát biểu của Thủ tướng đã nêu rằng, các nước lớn có vai trò hết sức quan trọng, có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền hòa bình của thế giới. Thế nên các nước lớn cần tiên phong trong vun đắp lòng tin, lan tỏa sự chân thành và tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm là việc tuân thủ những cam kết quốc tế, luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, không sử dụng vũ lực, chính trị cương quyền và chủ nghĩa đơn phương, không gây chia rẽ phân tách. Thủ tướng kêu gọi, mỗi quốc gia cần đặt lợi ích của mình trong lợi ích tổng thể của cộng đồng quốc tế, cùng chung tay bảo vệ và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Hãy lấy đoàn kết thay cho chia rẽ, đối thoại thay cho đối đầu, hợp tác thay cho cô lập. Và một lần nữa, Việt Nam khẳng định sự đoàn kết với nhân dân các nước, trong đó có Cuba, và kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt bao vây cấm vận chống Cuba. Thực, đây không phải lần đầu tiên Việt Nam kêu gọi như vậy, nhưng đặc biệt ở chỗ là Việt Nam đã khéo léo đưa Mỹ vào chỗ không có đường lui. Như chúng ta đã biết, trước đó tại bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden, ông đã cam kết rất mạnh mẽ rằng nước Mỹ sẽ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương để củng cố cho nền hòa bình thế giới. Rất rõ ràng, nước Mỹ đang muốn xây dựng một hình ảnh thân thiện hơn trong mắt các nước quốc tế. Nên do đó, Việt Nam đã không bỏ qua cơ hội này khi tại bài phát biểu, Việt Nam đã khéo léo lồng ghép. Một mặt đề cao chủ nghĩa đa phương, chỉ trích chủ nghĩa đơn phương để qua đó kêu gọi nước Mỹ gỡ bỏ cấm vận Cuba. Đây là một hành động hết sức tế nhị và đòi hỏi một tinh thần dám nghĩ, dám làm rất lớn, cũng như một khi đã làm thì làm cho tới của Việt Nam. Nếu chúng ta đứng ở vị trí của các nhà lãnh đạo Mỹ, thử nghĩ chuyện bị Việt Nam bêu tên như vậy trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có khiến Mỹ vui không? Tất nhiên là sẽ không vui rồi, vì Mỹ không bao giờ muốn gỡ bỏ cấm vận với Cuba. Họ càng không muốn nước nào nhắc tới Cuba vì điều đó sẽ làm bé mặt nước Mỹ, làm hình ảnh của một nước Mỹ xấu đi, giống với một tên côn đồ trong một thế giới yêu chuộng hòa bình. Nhưng mỗi khi bị Việt Nam bêu tên, nước Mỹ lại im lặng và không có một câu nói đáp trả. Kêu gọi Mỹ ngừng cấm vận Cuba, đó cũng là cách mà chúng ta cho các nước lớn thấy được bản lĩnh chính trị được truyền đời của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc không biết sợ hãi và luôn dám nghĩ, dám làm những gì mình cho là đúng, là hợp với lẽ phải. Nên khi quan hệ Mỹ-Việt càng lên cao, thì Việt Nam lại càng lên tiếng mạnh mẽ hơn về vấn đề Cuba. Và nếu để ý, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ cấp cao nhất tới nay, thì hàng loạt những nhà đầu tư Mỹ đã tìm đến Việt Nam. Vấn đề là họ không chỉ đến đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận, mà còn muốn giúp Việt Nam có chỗ đứng vững chắc hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bằng chứng là các tập đoàn như Apple cam kết sẽ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, hay như Bộ Tài chính, Bộ Thương mại Mỹ cam kết sẽ mở cửa hơn nữa đối với nhiều mặt hàng xuất xứ từ Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái như hiện nay, sẽ thật là khó để mà kêu gọi Mỹ gỡ cấm vận Cuba, khi mà đất nước đang nhận quá nhiều lợi ích từ các doanh nghiệp Mỹ như vậy. Thế nhưng các bạn ạ, Việt Nam đã dám làm và còn làm một cách không kiêng nể. Nó cho thấy ở Việt Nam có một bản lĩnh chính trị rất lớn mà hiếm quốc gia nào sở hữu được. Câu hỏi đặt ra lúc này là những nỗ lực như vậy của Việt Nam rồi sẽ đi đến đâu? Liệu Mỹ tới khi nào mới thôi ngừng cấm vận Cuba? Để hiểu được điều này, chúng ta cần hiểu được lý do mà Mỹ cấm vận Cuba.
Như chúng ta đã thấy, sự đối đầu giữa hai khối tư bản và cộng sản đã chấm dứt từ lâu. Sự thua nghịch về ý thức hệ đã đi qua và nhường chỗ cho sự đối đầu về lợi ích quốc gia. Ngày nay, nếu nói Trung Quốc là nước lớn nhất phe cộng sản, thì khi xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ nổ ra, thì người ta chỉ còn nghĩ đến chuyện hai nước này cạnh tranh về mặt kinh tế và sức ảnh hưởng, chứ không còn là ý thức hệ gay gắt như thập niên 1950. Do đó, mặc dù Cuba là nước đi theo chủ nghĩa xã hội, nhưng từ lâu, giới trẻ ở nước này luôn ủng hộ cho một chính sách bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Nó chứng minh rằng yếu tố ý thức hệ đã hoàn toàn biến mất. Vậy nên có thể kết luận rằng, những lệnh cấm vận mà Mỹ đang áp lên Cuba, hoặc là Mỹ đang trả mối thù năm xưa, hoặc là do lo ngại Cuba sẽ một lần nữa trở thành con dao kề vào cổ mình. Nếu lật lại những trang sử buồn trong quan hệ Mỹ và Cuba, thì sẽ thấy hai nước này có một mối hiểm nghi rất lớn, cực kỳ khó hóa giải. Thuở ban đầu, Cuba vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Nhưng từ năm 1820, Tổng thống thứ 3 của nước Mỹ, Thomas Jefferson viết, Cuba sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời nhất vào hệ thống các bang của đất nước chúng ta. Và vào giữa thế kỷ này, nước Mỹ đã tìm cách mua lại hòn đảo này từ Tây Ban Nha, nhưng thỏa thuận không thành. Trong khi đó, bản thân Cuba cũng không muốn tiếp tục tồn tại như một thuộc địa, nên Havana đã tìm đến quan hệ với Mỹ để thực hiện khát vọng tự do của mình. Năm 1898, cuộc đấu tranh giải phóng bùng nổ trên hòn đảo này, và lúc đó người Mỹ đã mạnh tay can thiệp. Sự can thiệp của Mỹ đã giúp Cuba giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Tây Ban Nha. Tuy nhiên độc lập ấy chỉ là về mặt hình thức. Còn trên thực tế, Cuba thoát khỏi ách đô hộ của Tây Ban Nha, nhưng lại rơi vào vòng kiểm soát của Mỹ. Chính quyền Mỹ sau đó dựng lên Fulgencio Batista, cho ông này đứng đầu chính phủ Cuba để dễ bề cho Washington sai kiến. Và trong thời kỳ Batista cầm quyền, Cuba đã biến thành ốc đảo du lịch của giới thượng lưu Mỹ giàu có. Các giới mafia của Mỹ kiểm soát nhiều sòng bạc và nhà thổ ở Havana. Nạn tham nhũng phát triển mạnh mẽ, còn nền kinh tế Cuba thì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Nói trắng ra, Mỹ cũng giống với Trung Quốc, thường thích xem những quốc gia nắm quanh mình là một phần lãnh thổ của họ. Phải đến thế kỷ 20, Cuba mới xuất hiện những nhà cách mạng nổi tiếng như Ernesto Che Guevara và Fidel Castro. Họ đã đứng lên phát động phong trào đấu tranh để giành lại quyền độc lập hoàn toàn cho đất nước. Năm 1959, cách mạng thành công và lãnh tụ Fidel Castro trở thành người đứng đầu của nhà nước Cuba mới. Và bước ngoặt cho mối thù truyền đời là từ đây. Ngay sau khi nắm chính quyền, bà lãnh đạo Cuba đã thẳng tay tiến hành xóa bỏ quyền sở hữu tư nhân và quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của Mỹ ngay trên lãnh thổ. Để đáp trả, những lệnh cấm vận mạnh mẽ nhanh chóng được ban hành, ngay lập tức giáng những đòn phủ đầu vào nền kinh tế non trẻ của Cuba. Một lần nữa, đất nước này phải phụ thuộc vào viện trợ từ Liên Xô. Nhưng Mỹ và Liên Xô sau đó đã đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Mỹ thì đã đưa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đến Thổ Nhĩ Kỳ và Italia để có thể bắn tới Moscow. Đáp lại, Liên Xô đã triển khai các đơn vị tên lửa của mình ở Cuba. Vấn đề còn gay gắt hơn khi nhà lãnh đạo Cuba không tin vấn đề sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đã kêu gọi Liên Xô không nên chờ cuộc xâm lược xảy ra rồi mới đánh trả, mà tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào lãnh thổ nước Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Người Mỹ lúc này mới hiểu ra rằng các nhà lãnh đạo mới ở Cuba hoàn toàn không còn là bạn nữa. Sự thù địch giữa Mỹ và Cuba sâu sắc tới mức hai nước có thể tàn sát nhau bằng vũ khí hạt nhân. Tinh thần đáp trả mạnh mẽ đó của Cuba đã làm cho nước Mỹ phải e ngại cho đến tận ngày nay. Họ không gỡ bỏ cấm vận một phần cũng là vì lo sợ Cuba với mối quan hệ thân thiết với Nga sẽ một lần nữa là con dao kề vào cổ nước Mỹ. Nhất là khi quan hệ Mỹ và Nga đã và đang xuống mức thấp nhất kể từ sau cuộc chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, các biện pháp cấm vận kéo dài của Mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của dân thường Cuba, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Đây là hệ thống trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và kéo dài nhất được áp dụng đối với một quốc gia trong lịch sử thế giới hiện đại. Lệnh cấm vận đã gây ra những thiệt hại to lớn đối với Cuba, khiến cho nhiều thế hệ người dân Cuba gặp muôn vàn khó khăn. Đó là lý do mà vì sao chúng ta lên án nước Mỹ. Bởi trong thế giới ngày nay, chúng ta có rất nhiều cách để hóa giải mâu thuẫn về chính trị, như tổ chức những buổi đàm phán, đặt bút ký vào những cam kết dưới sự chứng kiến của cộng đồng quốc tế. Mỹ là một nước lớn nên càng phải có tinh thần trách nhiệm. Với Cuba, Mỹ hoàn toàn có đủ vị thế để yêu cầu một bàn đàm phán chân thành giữa hai nước. Thế nhưng, nước Mỹ từ chối và vẫn cứ khăng khăng với cách làm điên rồ của mình, đó là áp đặt các lệnh trừng phạt cực đoan đến Cuba,
bất chấp ban lãnh đạo cũng như người dân Cuba đã khẳng định rất mong muốn thiết lập quan hệ láng giềng tốt đẹp với Mỹ. Do đó, kể từ năm 1992 đến nay, hàng năm với đa số phiếu áp đảo, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đều thông qua nghị quyết lên án Mỹ và kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Cuba. Liên Hợp Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt Cuba là trái với luật pháp quốc tế, vi phạm các nguyên tắc, mục đích và tinh thần của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước thuộc Liên minh châu Âu EU, các nước Mỹ Latin và Canada, cũng đã chỉ trích gay gắt lệnh cấm vận của Mỹ. Ngay Ủy ban Nhân quyền của Mỹ, trong báo cáo năm 2008, cũng đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba. Có một thực tế là chính người dân Mỹ và nhiều thế hệ lãnh đạo của nước Mỹ cũng muốn bình thường hóa quan hệ với Cuba vì lợi ích của nhân dân hai nước, như cựu Tổng thống Obama và đương kim Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, những người làm trong Quốc hội Mỹ lại không chấp nhận nguyện vọng này. Do đó, Việt Nam đã phải lên tiếng mạnh mẽ và thường xuyên nhất, như hễ mỗi lần đi công du nước Mỹ là Việt Nam lại ghé thăm Cuba. Mỗi lần phát biểu trước nhân dân Mỹ hay có phiên thảo luận của Liên Hợp Quốc về chủ đề liên quan, Việt Nam đều liên tục nêu ra vấn đề Mỹ cấm vận Cuba. Sự mạnh mẽ của Việt Nam còn được thể hiện rất rõ như chúng ta đã phân tích ở trên. Đó là kể cả khi kinh tế đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía Mỹ, Việt Nam lại càng lên tiếng mạnh mẽ hơn để yêu cầu Mỹ gỡ bỏ cấm vận với Cuba. Rất mong rằng những nỗ lực này sẽ sớm được đền đáp, nhân dân Cuba sẽ sớm có ngày thoát khỏi vòng vây áp đặt của Hoa Kỳ. Các bạn thân mến, những gì mà Thủ tướng phát biểu vừa qua cũng đã một lần nữa cho thấy Việt Nam không chọn phe, chỉ chọn chính nghĩa. Việt Nam rất tự tin vào bản lĩnh chính trị của mình. Mà sở dĩ chúng ta có được cốt cách này, có được khí chất này cũng là do đã được thui rèn từ ngay thời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vậy mà nếu đối chiếu bài toàn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính với những lần phát biểu trong quá khứ của cố lãnh đạo Việt Nam, chúng ta sẽ thấy được một giống nhau, như một sự kế thừa và bản lĩnh chính trị của các đời lãnh đạo của nước ta. Và ở phần cuối video, các bạn hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức ngược dòng thời gian đôi chút để xem nó giống như thế nào nhé. Chuyện phải nói từ những thập niên 1960-1970. Khi ấy, đất nước Việt Nam vẫn còn đang gồng mình kháng chiến chống Mỹ, nên hầu hết các khoản viện trợ về kinh tế, quân sự đều dựa vào Trung Quốc và Liên Xô. Một điều hiển nhiên là cả Trung Quốc và Liên Xô đều muốn vin vào đó để Việt Nam phải trở thành một nước vệ tinh của mình. Nên trong suốt quá trình viện trợ, không ít lần hai nước lớn này đã gây sức ép lên Việt Nam. Chẳng hạn như Trung Quốc thì đòi hỏi Việt Nam phải để họ thay mặt ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ. Hay Liên Xô thì có lần không đồng tình khi Việt Nam muốn đưa quân xuống miền Nam giải phóng đất nước. Nói trắng ra là không món quà nào miễn phí, mọi khoản viện trợ ít nhiều đều đi kèm với những mưu toan chính trị. Thời điểm ấy, đất nước thì bị xẻ làm hai theo một cách cực kỳ đau đớn, nội bộ thì bị gây sức ép bởi các nước lớn. Nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam không rắn giỏi về bản lĩnh chính trị, thì e rằng nhân dân Việt Nam ta sẽ rất khó thấy được ngày hai miền Nam Bắc sum họp. Tháng 9 năm 1960, khi ông Lê Duẩn theo lời gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ miền Nam ra miền Bắc để làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì một lần trong cuộc họp Bộ Chính trị, ông Lê Duẩn đã nói với Bác Hồ rằng: "Thưa Bác, chúng ta muốn thắng Mỹ thì có một điều rất quan trọng, đó là chúng ta phải không được sợ Mỹ, nhưng cũng không được sợ Trung Quốc và càng không được sợ Liên Xô." Sau khi ông Lê Duẩn vừa dứt lời, đã có người trong Bộ Chính trị phản đối ý kiến đó, như Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã lập tức đứng lên ủng hộ: "Thưa Bác, việc anh ba nói vậy là vô cùng cần thiết và nhất định phải như vậy, chúng ta mới thắng được." Cả Bộ Chính trị vỗ tay hoan hô ý kiến đó. Và thực vậy, năm 1972, bất chấp Trung Quốc và Liên Xô đe dọa cắt giảm viện trợ, Việt Nam vẫn thực hiện chiến dịch xuân hè 1972, qua đó tung những đòn sấm sét lên đầu quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Trận đánh không chỉ làm rung chuyển cả nước Mỹ mà còn thiêu đốt uy danh của con hổ giấy Trung Quốc, vì nước này trước đó đã cam kết với Washington rằng sẽ gây sức ép lên Việt Nam để ta dừng cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Chiến dịch xuân hè năm 1972 là một cơn ác mộng chưa từng xảy ra với nước Mỹ, bởi nó không chỉ đập tan nát mọi ý chí chiến đấu của quân đội Mỹ trên toàn chiến trường Việt Nam, mà còn buộc Washington phải ê chề ký vào bản đàm phán, qua đó cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Việt Nam, công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam là chính quyền hợp pháp, tồn tại song song với Việt Nam Cộng Hòa. Câu nói "không được sợ Mỹ, nhưng cũng không được sợ Trung Quốc và càng không được sợ Liên Xô" ngày nào đã thực sự làm nên chiến thắng cho dân tộc Việt Nam. Đất nước không chỉ giải phóng thành công
mà còn giữ được toàn vẹn chủ quyền về mặt chính trị. Thế nên, nếu chúng ta nhìn vào bài toàn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, sẽ thấy cách Việt Nam kêu gọi Mỹ gỡ bỏ cấm vận với Cuba cũng tương tự như cách chúng ta đã từng làm trong quá khứ. Đó là muốn đứng vững, phát triển trong một thế giới đầy căng thẳng về chính trị hiện nay. Việt Nam tuyệt đối không được sợ Trung Quốc, nhưng càng không được sợ Mỹ. Kể từ khi đổi mới đến nay, bất chấp hai nước này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, nhưng khi cần, phản đối là phản đối mạnh mẽ, lên án là lên án tới cùng. Đó là khí chất đặc biệt của Việt Nam được phát tích bởi những thế hệ lãnh đạo trong quá khứ và được mài giũa cho đến tận ngày nay. Trên đây là một vài ý kiến phân tích về phong cách ngoại giao của nước ta. Còn các bạn, hãy để lại suy nghĩ của mình ngay phía dưới bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!